Được rồi các bạn, đây đã là tập cuối của cái tựa game hack não này rồi. Và chúng ta sẽ cùng xem ở cuối hành trình này thì game sẽ lú như thế nào, và chúng ta có đạt được những cái gì mà chúng ta đang thèm khát hay không. Mở đầu màn của cái video này thì các bạn nhìn này, xung quanh mình thì có khá nhiều những cái sinh vật và có một cái lỗ mà trông khá là... Điều tồi tệ là cái thằng Giao Huy nó đã lấy quả cherry và nó chui vào cái lỗ đấy rồi. Mình không hề muốn vào một tí nào, nhưng mà mình cần phải lấy lại quả cherry đó. Đây đã là tập cuối rồi đấy. Rồi, những cái sinh vật này có thể nó sẽ giúp chúng ta trong cái hành trình này. Đầu tiên là một cái sinh vật như là một con ếch vậy, và một con nhện. Đừng có cái kiểu mà cái gì cũng bỏ mồm ấy chứ. Một cái con mà cũng kỳ lạ không kém. Cái gì vậy? Chức năng của nó là gì vậy? Đang thả ra một cái đám mây. Có thể cái thứ này sẽ giúp chúng ta để các bạn này. Tuy nhiên là như thế thì nó cũng không thể đủ để có thể tới được cái lỗ, và sẽ cần đến những cái thứ này nữa. Ôi, này 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 các bạn này. Và cũng giống một con ếch. Ôi, mình cũng đã nắm được sơ sơ rồi. Những cái con này thì nó sẽ liên kết được với nhau, nó có một cái sự móc nối với nhau. Và muốn tới được cái lỗ kia chúng ta cần phải nhờ những cái sự trợ giúp. À, đây có một cái con gì vậy? Ôi, chắc không nhớ con này đâu, mình chỉ nhớ ba con kia thôi các bạn. Một cái bảng gợi ý này các bạn này, tính ra hai bước đầu mình đã làm đúng rồi này các bạn này. Tuy nhiên là cái con tím thì nó cần phải quay đầu lại. Còn hai cái thứ ở dưới thì cũng chưa hiểu cho lắm. Nhưng mà đầu tiên là cần phải sắp xếp lại đã. Đầu tiên là nhờ cái con này đẩy mình. Đấy, thì nó mới quay được cái đầu của con tím kia. Hai cái bước cuối thì lại là một cái con khác à? Trông lạ thế. Như mình có chui vào mồm một cái sinh vật nào đó. Sau một hồi ngẫm nghĩ thì mình cũng đã tìm ra cách rồi. Chúng ta phải nhờ một cái con nữa. Đầu tiên ấy, chúng ta sẽ đặt nó vào phần đuôi của cái con tím này, và chúng ta sẽ đứng từ đây nhảy vào phần đầu. Con này nó sẽ bắn vào cái phần này và nó sẽ chui vào bên trong của cái con màu xanh kia. Các bạn không hiểu đúng không? Được rồi, mình sẽ cho các bạn xem. Đầu tiên như này, đó, dính vào lưỡi, chui vào trong, và chúng ta sẽ đứng vào phần đuôi này. Khi mà cái con xanh kia nó nhổ cái con bên trong bụng ra ấy, thì cái con đó nó sẽ bắn vào phần đầu còn lại của cái con màu tím mà mình đang đứng, và chúng ta sẽ bắn vào cái lỗ kia luôn. Nói chung là cũng dễ hiểu mà. Được rồi, bây giờ thì các bạn nhìn này, thấy chưa? Nhưng mà cái lỗ này trông vẫn khả nghi lắm. Giờ thì xin cảm ơn và chào tạm biệt nhé. Kiếp nạn lần này thì là một con chim của ai thì không biết. Rồi, ôi, chúng ta có 4 lựa chọn ở đây. Một là nói chuyện, tất nhiên là vẫn phải thương lượng hơn là việc mà dùng bạo lực đi. Nó không hiểu. Ok, xem ra vẫn cần phải dùng đến hành động rồi. Chúng ta sẽ... cái gì vậy? Hình như là đang ru ngủ nó thì phải. Và nó ngủ thật. Bây giờ thì nhanh chóng, chúng ta sẽ tranh thủ lúc nó ngủ và moi ra. Đây không phải quả cherry. Và nó tỉnh rồi. Điều tồi tệ hơn là mẹ của nó cũng sẽ tỉnh. Chúng ta sẽ tới với một cái kiếp nạn nữa. Và kiếp nạn lần này thì trông cũng lù không kém, khi mà tất cả những cái đồ vật mà cũng không xa lạ gì với chúng ta nữa. Bên trong có một cái hàm răng nữa của ai cũng không biết, và nó to chúng ta rất nhiều. Để chứng tỏ con người trong tựa game này thì có thể là sẽ làm cái sinh vật cực kỳ to lớn với chúng ta. Vẫn phải dùng những cái thứ này vì nó sẽ liên quan với nhau ấy. Và cái vòi nước thì mình không thể trèo lên được. Đầu tiên thì vẫn sẽ khám phá đi. Tí nữa là vào bên trong rồi đấy, trèo lên này. Xong từ đây chúng ta có thể nhảy vào bên trong rồi chứ. Đây rồi, mình sẽ làm đổ cái cốc đi, nó sẽ dễ hơn đi. Và điều tồi tệ là hàm răng cũng có thể cắn chúng ta như này à. Và mình khó khăn lắm mình mới lừa được nó đấy. Và sẽ nhanh chóng và lấy quả cherry đi, trong khi nó còn chả biết cơ. Thôi xong. Ok, chúng ta có thử ăn cái tuyếp kem đánh răng này á. Có ổn hay không vậy? À không, chúng ta sẽ nặn nó ra nha. Rồi. Ôi, bên trong thì lại là một con rắn, và cái bàn chải nó đang rất là sợ này. Nhưng mà vô tình ý, chúng ta lại có đường để có thể trèo lên cái vòi nước các bạn kìa. Đây này, đây này, đây này. Có thể mình sẽ tìm ra một cái thứ gì đó hay ho chăng. Đây này, đây này. Và bây giờ thì thử chui vào trong xem nó như thế nào nhá. Phía dưới kia các bạn nhìn kìa, cái nước mà từ cái lọ kia nó vẫn chưa có thể đi được. Tại vì cái lỗ thoát nước thì nó bị đóng lại rồi. Và như chúng ta sẽ chui ra cái lỗ đó thì phải. Uầy, chuẩn đét. Mở nắp ra. Và tay hơi nhỏ, hơi mệt một tí. À, sau khi mà cái thứ đó nó chui xuống cái lỗ này thì nó lại quay trở lại cái ống nước kia. Bây giờ thì các bạn có thể hiểu nó sẽ giống kiểu một cái sợi dây, và chúng ta sẽ đu xuống để lấy cái quả cherry kia. Tuy nhiên thì nó vẫn hơi ngắn. Và chúng ta sẽ cần phải làm gì? Đó là tiếp tục nặn nó ra. Đấy. Rồi. Tiếp này, nhưng vẫn chưa đủ dài. Tiếp tục. Tầm này ngã xuống cũng hơi đau đấy, nên là mình sẽ... Uầy, nữa không nhở? Nữa đi. Tầm này cho nó vừa đủ đi. Không thể nữa rồi. Chúng ta sẽ trèo lên. Bây giờ thì có thể nhảy sang đây và hạ cánh an toàn. Chúng ta đã làm hoàn toàn đúng rồi các bạn này.
Nhưng mà cách ra như thế nào đây? Hoàn toàn có thể lấy được nó rồi. Ok, nhìn nhân vật vui như thế này có thể biết được là chúng ta đã hoàn thành cái màn này rồi. Thấy chưa? Giờ chỉ cần trèo lên thôi. Nhưng mà một tay có thể nó hơi bị khó một tí. À không, cũng không khó lắm. Kiếp nạn này đã xong rồi. Kiếp nạn tiếp theo thì có một cái công tắc nút ở đây. Rồi xong. Một cái công tắc bật đèn và chúng ta đen thui luôn rồi. Ôi, sau khi mở ra thì thành luôn cái hình vuông rồi. Ai chúc mẹ chồng con vuông như thế này. Không được, chúng ta không thể trong cái tình trạng này được. Và sau khi bật lại thì thành luôn ngựa rồi. Ảo vậy. Cũng không được đâu. Ấn lại đi. Rồi, thành ruồi luôn rồi. Đi không phát sáng. Đi không phát sáng nhưng có lò xo. Thành cá luôn. Công tắc ở dưới nước luôn. À đây, hay quá. Lấy được quả cherry rồi mọi người ơi. Giờ chúng ta làm gì với nó đây? À có thể xong rồi, cứ tưởng nó sẽ biến thành ba nhưng mà triệu hồi ma ra luôn. Mặt phê xem như thế nào. Vẫn nên đang thương lượng nha mọi người. Mặt phê chắc là... Đúng rồi, niềm vui của những cái con ma là dọa người khác mà. Thế sao mình không hiểu nhỉ? Không hiểu nó sớm nhỉ? Thế còn lại thì sao? Cũng chả khác gì. Cay nhờ. Biến đi. Rồi biến hai này. Rồi xong. Thử ấn cây nữa xem như nào. Ủa. Thôi xong. Mấy anh vui tính thế. Bây giờ mấy ảnh còn ấn hộ cho luôn. Rồi xong. Giờ thì Thanh trò đùa luôn rồi. Thằng Dâu Huy đâu rồi, cứu tao nhanh. Chúng mình thì bị vứt vào hai cái cốc. Bây giờ cứ làm sao để thoát ra đây. Thằng Dâu Huy cũng xuất hiện rồi. Và quả chơi thì cũng mất tích luôn. Làm sao bây giờ? Từ từ. Có thể là phải hợp tác với nhau rồi. Bây giờ phải lựa chọn những cái nút như này à? Ok. Thử chọn màu xanh xem như nào. Cảm giác an toàn hơn là màu đỏ. Và mình sẽ cho thằng Dâu Huy ăn màu đỏ đi. Rồi, thành những cái sinh vật gì đây? Chỉ đúng một mắt thôi các bạn ạ. Và nó bắt mình uống cái dung dịch gì đó. Hình như sẽ biến thành một con gì đó. Thành con chó. Thế còn cái này thì thành con cá. Một đứa thành chó, một đứa thành cá. Một đứa mặt chọn mặt giận dữ và một cái mặt phê xem như thế nào. Cho mặt giận dữ chung cho đồng đều đi. Đây là một tựa game rất là lú mà các bạn. Rồi bây giờ thì một đứa thì sủa, một đứa thì chúng ta có bảng gợi ý này các bạn này. Một là chó và hai một cái sinh vật một mắt. Về biến thành chó thì mình có biết rồi. Nhưng mà cái sinh vật kia, tức là thằng Gia Huy, nó cần phải biến ấy, thì mình cũng không rõ là phải cho nó ăn những cái gì. Rồi đầu tiên là muốn biến thành chó thì sẽ phải chọn cái thứ nước này. Vậy còn lại thì phải cho nó uống cái nước thứ nước này mới đúng này. Đấy. Một chó, một mèo à. Bây giờ thì nếu như mình nhớ không nhầm thì cái bức tranh nó thì là một cái khuôn mặt vô cùng giận dữ của hai con luôn, nên là phải cho uống cái thứ nước này. Rồi bây giờ hai con đang cãi nhau như chó với mèo luôn. Đúng rồi, hoàn toàn làm đúng rồi các bạn ơi. Ồ, quá chuẩn luôn. Nhưng mà quả cherry đâu? À đây rồi. Bây giờ thì nó lại bắt chúng ta phải di chuyển để có thể lấy được cái quả đó. Cái gì vậy? Lại có những cái sinh vật vô cùng kỳ lạ ở đây. Hình như chúng ta lại phải chơi cái trò như này rồi. Game mà mua một được mấy luôn ấy. Và thằng Giao Huy cũng khỏe chứ, nó bật nhảy cao đấy. Đây đã là tập cuối rồi, như đã nói rồi. Và rất có thể chúng ta sẽ phải hợp tác với nhau các bạn ạ. Vì một cái mục đích chung. Tập cuối rồi. Những cái điều cần làm thì phải làm hết ở trong cái video này. Nhưng mà cái này nó nảy hơi cao này. Rồi đông vậy trời. Chúng mày gọi cả gia đình để cản tao à. Nhưng mà nếu mà cả hai hợp tác với nhau thì nó sẽ khá là dễ chứ. Ôi trời, xong rồi. Dễ thật này các bạn này. Đấy, giờ bây giờ mới có cơ hội hành hạ nó. Chứ bình thường nó toàn gọi trêu mình thôi. Và đúng như vậy luôn. Nó cưỡi mình rồi. Nhưng mà không sao. Vẫn vì một cái mục đích chung đi. Ôi bây giờ thì dùng luôn cái mũ luôn rồi. Và tính ra nó cũng tiết kiệm được khá nhiều sức đấy chứ. Đây, nhảy với nhau này. Rồi. Rồi bây giờ thì mỗi người chọn chạy một kiểu đi. Đâu rồi? Cái cánh tay đó đâu rồi? Có thể là tí nữa thì chúng ta mới có thể hiểu rõ được những cái bí ẩn từ tập 1 đến bây giờ. Một cái con mà trông khá to và tính ra nó cũng khá giống mình chứ. Cũng lông lá. Tuy nhiên là nó một cái màu khác ấy. Nó cũng đội một cái mũ mà cũng giống như mình. Hay là kiểu mà tổ tiên à. Và điều tồi tệ là nó ăn cái quả đó rồi. Bực thật. Nào, đi với tao là Gia Huy. Ui, đây chắc là phần miệng của nó rồi. Rất nhiều răng, nhưng mà khá lởm chởm này. Ủa đi nhanh đấy, đợi tao với. Rồi, bây giờ lại phải nhảy nhót rồi, không nhanh là bị cái kia nó dập cho phát đấy.
Đây rồi. Ê à, cũng may là nó không có thanh máu đấy. Bây giờ thì gặp lại thằng Giao Huy rồi. Có thể đây cũng không phải là ở phần miệng của nó đâu các bạn. Rồi, cái gì vậy? Bây giờ răng nó sẽ có ý thức và nó muốn đánh nhau à? Rồi, chúng mày vào đây. Bây giờ tao không còn gì để mất nữa rồi. Vậy tao đấm hết. Ê, đây rồi, chúng ta có thể đấm được này các bạn này. Hay lắm. Thằng Giao Huy thì nó sợ quá, nó cắm đầu xuống rồi các bạn ơi. Hơi hèn nhát một tí. Đây là cái phần mà chỉ có thể một mình đối đầu với chúng nó thôi. Đau thế. Ê, bọn răng này thì nó chỉ có thể húc được thôi chứ nó không kiểu cắn được ấy. Nhưng mà như này cũng đang kiểu đang nhai, đang cắn mà. Mày này, to đấy. Sời, rồi, làm gì đây? Ui, bây giờ nó chơi kiểu hỗn loạn hơn các bạn này. Ghê đấy. Thằng Giao Huy vẫn đang giúp ở đấy, đang sợ, đang niệm Phật ở dưới đấy rồi. Vào đây, phòng thủ tuyệt đối luôn. Sời. Ui, thì xong rồi. Không sao, chúng ta vẫn hoàn toàn mạnh mẽ. Không thể gục ngã trước khi mà đạt được mục đích mà. Rồi dậy đi, xong rồi. Có cái đứng sau tao cũng được đấy. Thôi xong rồi. Một cái con mà răng quỷ à, răng bò gì đấy. Và có thằng Giao Huy nó lại dùng cái khả năng tốt nhất của nó rồi. Đó là ngoại giao, hay lắm. Bây giờ đến lượt mày tỏa sáng đi. Tao không thể một mình làm mãi được. Ơ nhưng mà mình đâu rồi nhở? Mình đây. Nãy giờ cũng đang đi trốn đấy. Cày thế. Nào, được chưa vậy? Rồi, được rồi. Lên đi. Thấy chưa, hợp tác với nhau nó khác ngay. Cái gì vậy? Bây giờ đang xuống dạ dày của nó à? Ô, bây giờ nó mới cảm nhận là chúng ta đã ở bên trong bụng của nó rồi. Ơ, ui, thật xong rồi. Chúng ta đang vào cái phần não của nó rồi. Đang hack não, trong một cái tựa game hack não. Và cái việc mà tìm đường như này không bao giờ thế mạnh của mình cả. Trông dối thế, các bạn tìm hộ mình xem cái đường nào là cái đường mà tới quả cherry đó đi. Và điều kỳ lạ là chúng ta xoay như nào thì bên ngoài nó cũng xoay như thế. Ở đường này không được rồi, trời ơi. Có thể chúng ta sẽ tốn khá thời gian ở cái màn này mất. Cố lên. Được rồi, mình đang đi một cái đường mà không chắc có đúng hay không nhưng mà cứ phải thử đã. Cố gắng quan sát một tí đi. Nó sẽ có những cái nơi mà cứ như kiểu nó sẽ đi được qua nhau nhưng mà không các bạn ạ. Rồi. Như nào đây? Vẫn đang mò đường đây. À, con kia không biết nó cảm thấy như nào, có thể đang muốn nôn lắm rồi đấy. Đây rồi. Đây này. Có đường này. Không phải tin là có thể vượt qua được rồi. Và bây giờ thì không gì có thể cản được chúng ta nữa. Nào. Có rồi, cái thằng nào đây? Ơ, Nutterer à. Ui, bây giờ còn phải đánh một thằng mà giống hệt mình nữa. Nó giam luôn gọi là tình nhân của mình rồi. Nhưng mà cũng không thể cản được tình yêu của chúng ta. Ui, nó lôi ra cả máy hút bụi ra luôn đấy. Thằng này được, rồi. Đã thấy đấm nhau luôn đi. Chúng ta đang lên một cái sàn đấu. Ai thắng thì sẽ được cưới cái em kia. Ây da, mình đã tìm ra cách để tấn công rồi. Nó sẽ có một cái trạng thái phòng thủ. Đây này, đấy. Khi mà nó thả lỏng ra cái là chúng ta cần phải đấm luôn. Các bạn nhìn đi, mặt nó đã thâm nhiều hơn mình rồi đấy. Rồi xong, tao đã hiểu cách thức vận hành của nó rồi thì mày không thắng được tao đâu. À, nó phòng thủ lâu thế. Hở ra đi. Đây rồi. Ây da. Đây, đấm liên tục được. Bây giờ thì lên núi, bái sư, học võ và đã giác ngộ được. Mày vào đây. Nhối. Cái gì đây, nhanh lên nào. Ốc của chúng ta. Ui, nó nạp VIP. Nó nạp VIP cho cả ốc luôn ạ. À. Chúng ta cũng thể mà. Thôi xong rồi. Lắp chóng chóng vào. Tiếp này. Lắp tên lửa vào. Ui, thằng này nó có thể mà giở trò đấy các bạn. Nó khá lươn. Nào, bây giờ thì về đích thôi. Mày thắng đại kiểu gì đây? Giờ chúng ta. Vậy là thua rồi à? Ok.
cay thế nhờ. Rồi, chơi cờ đi. Đây là cách chơi cờ à? Không ngờ lại gặp phải Tăng Liêu. Rồi, đã thế thì tao nhường cho mày đấy. Tôi bỏ cuộc rồi các bạn ơi. Ơ, xem phản ứng của nó này. À, thực ra nó chỉ muốn gây sự để có thêm bạn thôi chứ không phải là hoàn toàn có ý xấu đâu ý. Rồi, em mà kệ mày. Ta vẫn cần phải giải cứu. Bây giờ không có gì có thể cản được chúng ta nữa rồi. Cái gì vậy? Ơ. Ủa nãy giờ ạ. Nãy giờ đang trong ảo mộng à? Cũng may là Giao Huy nó gọi mình dậy. Rồi, cảm ơn mày nhá. Chúng ta sẽ quay trở lại đi. Một là chỉ có cách là chọn mặt phê thôi. Đây. À, chúng ta sẽ làm thay đổi tâm trạng của nó đi. Có thể ban đầu màu sắc của nó sẽ giống như mình ấy. Nhưng mà ôi đúng này. Bảo dù nhìn giống mình. Hay lắm. Rồi, bắt tay cho cái sự hợp tác này. Bây giờ thì giờ đi đâu đây? Ngoài chúng ta sẽ ra ngoài từ đường lỗ tai của nó này các bạn này. Ra ngoài hít thở không khí nó khác ngay. Và sinh vật bây giờ cái tâm tính nó đã tốt hơn rồi. Chúng ta rất giống nhau mà. Rồi. Ui, bây giờ sẽ quay trở lại cái nơi mà chúng ta bắt đầu. Nó chính là cái phần ở tập 1 đấy các bạn đấy. Và điều đó có nghĩa là gì? Chúng ta đã có thể hoàn thành nó rồi ư? Tuyệt vời hơn là chúng ta sẽ chia sẻ cho nhau đi. Không còn tranh giành với nhau nữa. Đây, có thể bài học của tựa game này sẽ phải cần phải đoàn kết với nhau nữa. Đấy. Rồi, mày một nửa, ta một nửa. Nhưng mà mình có hơi lỗ không nhỉ? Rồi, không sao. Tận hưởng quả cherry đó rồi. Bây giờ mới thực sự là bạn này các bạn này. Mà không cần phải hôn đâu. Đúng là chỉ khi hợp tác với nhau thì mới có thể mạnh được. Cái gì vậy? Vẫn còn nữa à? Ui, cần mưa cherry luôn này. À, rồi. Cái sinh vật này đã giúp chúng ta này các bạn này. Đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau là cách mà chúng ta phá đảo được tựa game này. Mà cái thứ này cũng đang theo đuổi một cái quả khác nữa. Và lại sống như chúng ta thôi. Và ok, kết thúc ở đây.